Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3 tại nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên làm việc. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hòa Bình. Tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương như tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu trong thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giải pháp bảo đảm lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản. Trả lời tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh về việc Bộ đã chủ động triển khai các giải pháp để bổ sung nguồn cung do thiếu hụt sản lượng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, chỉ đạo tăng cường chia sẻ nguồn cung giữa các đầu mối, kiểm tra giám sát kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cả nước, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với các chế tài cao nhất, chỉ đạo thực hiện hàng trăm đợt kiểm tra đột xuất với nhiều lĩnh vực, tăng cường quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực hiện các giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn về việc đấu giá quyền sử dụng đất được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật về quản lý thuế. Điều này đã hạn chế được tiêu cực lợi dụng cơ chế xin cho, chỉ định đối tượng được giao đất, thuê đất để mưu lợi cá nhân, làm thất thoát tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, do một số quy định về trình tự thủ tục đấu giá của luật đấu giá tài sản còn chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo tính linh hoạt để xử lý các tình huống phát sinh trong đấu giá quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ rõ thực tiễn, một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng cò đấu giá, quân xanh, quân đỏ để lộ thông tin, một số nơi có hiện tượng thông đồng giữa tổ chức tư vấn định giá với người tham gia đấu giá để dìm giá. Hai nội dung chất vấn có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân. Công tác quản lý nhà nước không chỉ tập trung ở Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường mà còn liên quan đến các bộ ngành liên quan.